xếp em đang xách xe máy. Tại sao không đang lên à? Đang xuống Mỹ rồi, đang niêm phong xe kia đi. Tất vi phạm. Nhớ được đó. Em rủ một anh mà. Thế là phải làm gì này hết. Tất vi phạm. Vâng. Em phải tưởng hộ anh không gì hết á. Facebook em là ủng hộ anh hoàn toàn. Sau đó khi anh phạt em phải ủng hộ đó. Ủng hộ bình thường. Thế là em nghĩ là cái này là không có khách sạn cho đậu. Em nghĩ là vậy. Thế là ủng hộ như sao vậy? Em là cần một cái gì em là anh kia là. Nhất là quan điểm thay đổi. Không, không, không. Đây, đây. Anh Facebook em là. Facebook, Facebook. Rõ ràng là. Đây, anh coi nè. Mới hôm qua luôn. Tức tắc anh ơi. Anh sợ nhất là quan điểm lập trường mà chỉ thay đổi trong vòng có một ngày thôi. Đó lắm á, không sợ lắm. Em được kiên định. Kiên định không? Rồi, cậu. 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 Em nghĩ là em biết anh là chủ xe nha. Tinh thần là ủng hộ anh Hải như tinh thần lấn cấn nào đó. Nghiêm túc. Hơi lấn cấn. Lấn cấn là bởi vì chưa hiểu rõ luật. Đã hiểu luật rồi là không lấn cấn. Tinh thần ủng hộ anh Hải. Em ghi rõ. Tại vì mình chưa hiểu rõ luật. Bây giờ này. Đã lấn cấn. Đã lấn cấn. Đã lấn cấn. Đã lấn cấn. Đã lấn cấn.